7 tuần thứ nhất mùa chay, Matthew chương 5 câu 43 tới câu 48. Lời Chúa: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy thì bảo với anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Matthew chương 5 câu 43 tới câu 44. Câu chuyện minh họa một hoàng đế Trung Hoa tuyên bố sẽ tiêu diệt hết các kẻ thù, nhưng ít lâu sau thần dân thấy nhà vua đi lại ăn uống với kẻ thù trước kia. Chẳng phải ngài đã từng nói là sẽ tiêu diệt hết kẻ thù? Đúng, ta đã tiêu diệt hết kẻ thù vì ta đã biến họ thành bạn bè của ta. Suy niệm: những người sống cùng với chúng ta đều là anh em của nhau, vì tất cả chúng ta chỉ có một cha trên trời. Trong một xã hội lẫn lộn những người xấu và tốt, thường chúng ta muốn tiêu diệt loại trừ họ hay gạt họ ra ngoài. Thế nhưng đối với Chúa, ngài muốn chúng ta đối xử hiền hòa với nhau. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Thật là một việc khó thực hiện, bởi vì làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta? Làm sao chúng ta có thể bỏ qua những hành vi ngược đãi của họ? Nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu khi ngài chịu khổ nạn và chết tức tưởi trên thập giá mà không một lời oán trách, nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy một tình yêu vô cùng vĩ đại mà Chúa đã dành cho những tội nhân đã xúc phạm đến ngài. Đối với Chúa không có một kẻ thù nào, vì Chúa đã biến họ thành bạn hữu. Tại Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ và yêu thương tất cả chúng con như bạn hữu của ngài. Ước gì chúng con cũng biết trao ban tình yêu, lòng nhân hậu của Chúa cho anh em, nhất là những ai đã xúc phạm đến chúng con.